Đã mất điện rồi lại còn rung lắc sợ quá bọn mày ơi. Mà khoan từ từ đã, cái gì thế kia? Nani? Ê, ông là hồn ma phương nào sao đứng đó hù dọa bọn tôi? Tôi là Kamezasim. Ôi dồi ôi, thang mày đã hỏng rồi mà còn gặp ma nữa, thế này chắc tôi đau tim mà chết mất. Mấy anh em yên tâm, tôi bật đèn hộ cho, sau đó tôi đi tìm TV Woman nữa. Đừng ám bọn tôi là mừng rồi. Mẹ, tôi thế này nhìn ông CP cơ man còn đáng sợ hơn ấy. Có điện rồi này. Đừng mai cũng chán, ông mở ai bắt ra cho tụi tôi xem tí đi. Được rồi, đợi tí. Nghe đồn trong thang máy có hồn ma Kameza muốn gặp bà đó TV Woman. Ôi vãi, thanh hồn ma rồi vẫn bám theo mình cơ à, tôi té trước đây. Tôi thấy tộc TV có lỗi với anh chàng đó quá, nên tôi sẽ đâm vào tay để tạ lỗi. Từng này chắc vẫn chưa đủ, để tôi rạch mặt. Đời còn dài mà anh bạn, đừng dại dột thế chứ. Đứa nào làm thì đứa đó chịu hậu của chứ mắc mớ gì ông phải tự xử. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông khai sáng. Hãy nhận lấy một ít năng lượng từ tôi. Ông đúng là người tốt. Đến giờ quầy rồi DJ của chúng ta. Chào mấy bạn to con, các bạn muốn nghe bài hát Shikibi đi to lất không? Không. Thế thôi, tôi té đây. Nhìn mặt ông gian đéo chịu được. Tính làm trò gì hả? Nhìn đi. Vũ trường rực lửa. Ê, ông cho CP Kerman ta tân cắn thuốc à? Sao ngáo đét thế? Tôi trả tay này anh bạn. Úi may quá, cảm ơn anh. Chơi thuốc hơi nhiều rồi. Té hết thôi anh em, thằng kia đang phê thuốc, láo nháo chết cả lũ bây giờ. Chắc tôi bay cả ngày mất. Lần sau chơi vừa phải thôi ông nhé. Cháy tay áo mà vẫn không biết kìa, đỡ hơn nhưng vẫn ngảo lắm. Ôi thôi chết tôi không tắt laser được, né ra người anh em. Ôi tôi xin lỗi. Ơ hay mấy cái thằng này, bọn mày xin lỗi hay cố ý bắn tao vậy? Hút khói cho tụi mày xong lại còn bị bắn thế này. Hê hê, bắn tí thôi mà ông ấy bỏ chạy rồi. Thì ra là mày cố ý.
Giáp trâu quá, té cho chắc ăn. Bắn đã thật, súng xịn có khác. Bo mà, tôi lại tưởng cuộn giấy vệ sinh.